Trong làng túc cầu thế giới luôn có những cặp đấu đầy duyên nợ, và khi những đội bóng này gặp nhau, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những trận đấu nảy lửa. Và dĩ nhiên, có kẻ thắng thì sẽ có người thua, và những màn đòi nợ kinh điển bắt đầu từ đó. Mời các bạn cùng nhìn lại những màn đòi nợ hấp dẫn ấy. Chelsea đã có trận đấu ấn tượng, và nếu may mắn hơn thì đã có được chiến thắng trước Real Madrid ở trận bán kết lượt đi cúp C1 mùa 2020-2021. Phút 14, Chelsea đã có được bàn mở tỷ số. Bóng được trung vệ Rudiger phất mạnh lên phía trên cho Pulisic phá bẫy việt vị, bứt tốc vượt qua hai cầu thủ đối phương để đón bóng rồi cực kỳ bình tĩnh loại bỏ Courtois trước khi lạnh lùng sút tung lưới trống. Đến phút 29, nhà vua Champions League đã tìm được bàn săn bằng tỷ số trong một tình huống lộn xộn được tạo ra từ quả phạt góc do Modric thực hiện. Benzema chứ không phải ai khác hãm bóng bằng đầu rồi ngã người tung ra cú volley uy lực làm tung nóc lưới đội khách. Bước vào trận lượt về, Los Blancos sớm nhận một gáo nước lạnh khi ở phút 28, tiền đạo Timo Werner có pha băng vào đánh đầu cận thành mở tỷ số cho Chelsea FC sau tình huống đưa bóng trúng xà ngang của Kai Havertz. Đến phút 85, Mason Mount kết liễu Ryan từ tình huống băng cắt và dứt điểm ấn tượng. Sau hai loạt trận bán kết, Chelsea loại Ryan với tổng tỷ số 3-1. The Blues đụng độ Man City tại chung kết Champions League mùa 2020-2021 và lên ngôi vô địch. Lá thăm may rủi đã đưa Chelsea Real Madrid trở thành cặp đấu tâm điểm của vòng tứ kết Champions League mùa giải 2021-2022. Chính vì thế, Real Madrid đứng trước cơ hội đòi nợ Chelsea. Ở lượt đi, Chelsea và Real đã cống hiến cho người hâm mộ bóng đá một trận cầu nảy lửa. Phút 21, Vinicius bấm bóng điểm rơi chính xác và Benzema đã có pha đánh đầu mở tỷ số của trận đấu. Thi đấu hưng phấn sau bàn mở tỷ số, Real chỉ mất khoảng 3 phút để tìm thấy bàn thắng nhân đôi cách biệt. Benzema thêm một lần nữa có pha đánh đầu xé toang mảnh lưới của thủ thành Mendy. The Blues đã nỗ lực bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở phút 40 bằng cú đánh đầu của Havertz. Tuy nhiên, ngay phút đầu của hiệp 2, thủ thành Mendy có pha chuyền hỏng tai hại và Benzema đã trừng phạt sai lầm của thủ môn Senegal với pha dứt điểm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-1. Đó cũng là kết quả cuối cùng của lượt đi. Các cầu thủ của Los Blancos đã quyết tâm phục thù và họ đã đạt được mục đích của mình. Ở trận lượt về, bàn thắng của Mason Mount mở ra cơ hội ngược dòng cho đội khách. Chelsea sau đó khiến cho cổ động viên chủ nhà chết lặng với liên tiếp hai bàn thắng của Rudiger và Timo Werner. Ở những thời điểm quan trọng nhất, Real vẫn là đội bản lĩnh hơn. Họ kịp thời có được một bàn thắng để buộc trận đấu phải đá thêm giờ. Bàn thắng của Benzema ở hiệp phụ đầu tiên mang về tấm vé vào bán kết cho đội bóng của Tây Ban Nha. Thua 2-3 sau 120 phút thi đấu, nhưng Real vào bán kết với tổng tỷ số 5-4 sau hai lượt trận. Họ đã trả thành công món nợ bị The Blues loại ở bán kết Champions League mùa trước. Tây Ban Nha gặp Hà Lan trong trận chung kết ngạt thở trên sân Soccer City trong khuôn khổ World Cup 2010. Tiền vệ Andres Iniesta trở thành người hùng của Tây Ban Nha khi anh đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút 116, mang lại chiến thắng cho đội nhà. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng thì đội tuyển Tây Ban Nha cũng có được chức vô địch thế giới lần đầu tiên trong lịch sử. Ngược lại, giấc mơ trở thành nhà vô địch World Cup 2010 đã tan biến với đội tuyển Hà Lan. Họ vẫn chưa thể lên ngôi vô địch ở giải đấu này. Sự thất vọng, nuối tiếc thể hiện rõ trên khuôn mặt Robben và các đồng đội ngay sau trận đấu kết thúc. World Cup 2010, Hà Lan lại đụng độ Tây Ban Nha, đối thủ đầy duyên nợ từng đánh bại cơn lốc màu da cam ở chung kết giải đấu lớn nhất hành tinh năm 2010. Tây Ban Nha nhập cuộc với niềm kiêu hãnh của một ông vua khi sử dụng đến 2/3 đội hình từng vô địch World Cup 2010. Và thật bất ngờ, cơn lốc Hà Lan lại xé nát được bò tót Tây Ban Nha, vụn ra thành từng mảnh. Hà Lan đã có màn ngược dòng kinh điển giành chiến thắng với tỷ số 5-1. Arjen Robben và Robin van Persie đã thay nhau trở thành người hùng, giúp Hà Lan tạo nên cú sốc lớn.
grateful. Oh yeah, able. Oh yeah, I'm stable. Oh yeah, no label. Oh yeah, you know me. I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love. I want the real stuff. Everybody listen up, 'cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where. Real Madrid khởi đầu mạnh mẽ tại trận lượt về bán kết C1 mùa 2011-2012. Họ có hai bàn thắng nhờ công của Ronaldo trong chưa đầy 15 phút đầu trận, trong đó có một quả phạt đền. Tuy nhiên, Robben đã nhanh chóng giúp đội khách có bàn rút ngắn còn 1-2 ngay trong hiệp 1 cũng từ chấm phạt đền. Hòa 3 đều sau hai lượt trận, hai đội phải đá hiệp phụ rồi sút luân lưu, nơi Bayern đã chứng tỏ được tinh thần của một đội bóng Đức khi giành chiến thắng 3-1 để tiến vào trận chung kết. Real Madrid hành quân đến Allianz Arena với sự thận trọng cao độ, bởi trong quá khứ họ luôn thất bại mỗi khi làm khách ở Munich. Còn nhớ ở mùa 2011-2012, họ đã bị đội bóng này tiễn khỏi cúp C1 và đây chính là lúc Real đòi món nợ ấy. Real Madrid đã bất ngờ có được hai bàn thắng sau hai pha lên tham gia tấn công và lập công của Ramos. Cristiano Ronaldo cũng đánh dấu sự trở lại của mình với một pha dứt điểm gọn gàng, giúp Real Madrid kết thúc hiệp 1 với tỷ số 3-0. Trong khi Bayern Munich bế tắc trong việc ghi bàn, thì Ronaldo bồi nhát kiếm cuối cùng ấn định thắng lợi 4-0 cho Real Madrid ở Allianz Arena. Hai cú đúp của Ramos và Ronaldo đã giúp Real Madrid tiến vào chung kết với cú sốc chiến thắng 4-0 ngay tại Munich. Tại chung kết Champions League mùa 2004-2005, hàng thủ thép của Liverpool ở đấu trường châu Âu mùa này đã rã rời sau 3 bàn thua chỉ trong 44 phút đầu tiên. Trong đó bàn mở tỷ số được lão tướng Mandini thực hiện ngay phút thứ nhất. Đấu pháp phòng ngự phản công của Liverpool tưởng như hoàn toàn phá sản sau khi bị dẫn tới 0-3. Tuy nhiên các học trò Benitez không dễ dàng từ bỏ cuộc chơi và họ đã làm được điều thần kỳ, ghi liên tiếp 3 bàn chỉ trong khoảng 6 phút từ 53 đến 59 để gỡ hòa 3 đều. Sau đó, AC Milan gắng sức tấn công, tăng cường tiền đạo. Họ là đội nắm toàn quyền kiểm soát trong 2 hiệp phụ, nhưng đã bỏ lỡ một số tình huống cực kỳ ngon ăn và cuối cùng chịu thua trong loạt đấu súng từ chấm 11m. Hai năm sau trận chung kết tại Istanbul, AC Milan gặp lại Liverpool trong một trận chung kết. Và lần này, Milan chẳng để sảy chân khi mà thi đấu trên sân Olympic Stadium ở Athens. Cú đúp của Filippo Inzaghi giúp cho đội bóng nước Ý giành chiến thắng. Liverpool đã có một bàn duy nhất nhờ công của Dirk và chẳng có một cuộc lội ngược dòng thần kỳ nào nữa. Vừa rồi là những màn đòi nợ kinh điển trong làng túc cầu thế giới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để xem tiếp những video bóng đá hấp dẫn khác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!